10 tên hải tặc khét tiếng trong lịch sử thế giới. Suốt gần 40 năm, từ những năm 1690 đến 1730 là thời kỳ mà mọi người cho rằng đây là kỷ nguyên vàng của cướp biển. Vô số các vụ cướp bóc đã xảy ra trong vùng biển Caribe, nơi tụ tập khoảng 2.000 tên hải tặc vào đầu thế kỷ 18. Một số rất nổi tiếng vì sự tàn bạo và táo tợn. Rất nhiều thuyền trưởng và thủy thủ đã trở thành hải tặc do số tiền kiếm được, bất chấp nguy cơ bị bắt và tử hình. Ví dụ như Edward Tip, hai hải tặc đầu đen, kẻ đã gieo rắc kinh hoàng suốt dải bờ biển Bắc Mỹ. Và sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những tên cướp biển khét tiếng này nhé. William Kidd. Lịch sử hàng hải đã từng chứng kiến những vụ cướp kinh hoàng của nhóm Captain William Kidd, được sinh ra vào khoảng năm 1645 là một người Mỹ, Rob Cotland. Tên cướp biển tàn ác này là con trai của một tu sĩ xuất thân ở Glasgow. Kidd đã thể hiện năng lực của mình và được thu nhận vào đội chống hải tặc của thực dân Anh. Đây là nơi Kidd được nhìn nhận là một sĩ quan đầy tiềm năng. Kidd được vua William III giao nhiệm vụ bắt tàu buôn của địch, thường là tàu buôn của Pháp và Tây Ban Nha. Hoàng gia có 9% chiến lợi phẩm thu được, nhưng Kidd thường giữ tất cả những gì mà hắn bắt được. Nhưng sau một phi vụ không thành, hắn đã bị bắt và đưa về Anh để treo cổ. Bartholomew Roberts. Không nổi tiếng bằng đầu đen, nhưng Bartholomew Roberts lại thành công hơn nhiều. Đánh chìm, bắt giữ và cướp phá được 459 con tàu, ông ta bắt đầu sự nghiệp cướp biển ở vịnh Rooney vào tháng 2 năm 1719, khi tên cướp biển Howell Davis bắt được tàu của ông và ông đã gia nhập cùng bọn chúng. Thăng tiến dần thành thuyền trưởng, ông ta nhanh chóng tới Caribe và hoành hành tại khu vực này cho đến năm 1722. Những nỗ lực của các thống đốc Barbados và Martinique để bắt giữ ông chỉ chọc giận ông ta thêm. Khi phát hiện ra thống đốc Martinique trên một con tàu mới bị bắt giữ, Robert đã treo cổ người này lên giàn buồm. Robert trở về châu Phi vào tháng 2 năm 1722, nơi đây ông ta đã chết trong một trận hải chiến và toàn bộ thủy thủ đoàn cũng bị bắt giữ. Ransoy Lolonai. Ransoy Lolonai là một người Pháp từng làm kẻ làm thuê nghèo khổ ở các đồn điền Mỹ trước khi trở thành một tên cướp biển khiến nhiều người kinh sợ. Ransoy Lolonai là một cao thủ kiếm thuật. Vì bất mãn trước chế độ chuyên chế nặng nề ở Pháp nên đã ra khơi và trở thành cướp biển. Cuộc đời ông được miêu tả là luôn mang theo mình ba thanh kiếm. Và đó chính là nhân vật Zorro nổi tiếng thế giới của nhà văn Jonathan Mickiewicz, 200 bộ truyện tranh One Piece. Trong sự nghiệp của mình, hắn nổi tiếng vì sự mang rợ đến khó tin. Có tin kể rằng hắn đã ăn trái tim một người lính Tây Ban Nha vì dám tấn công mình. Nhưng sau khi lạc vào một hoang đảo ở Panama, hắn và đồng bọn đã bị thổ dân bắt giữ và ăn thịt. Bonnet. Bonnet có lẽ là thuyền trưởng hải tặc kém cỏi nhất từng rong ruổi trên vùng biển Caribe. Bonnet vốn là một chủ đồng điền mía và chẳng biết gì về đi biển. Ông ta bắt đầu làm cướp biển từ những năm 1717 bằng cách mua một thuyền buồm nhỏ có vũ trang ở Barbados và tuyển mộ một nhóm thủy thủ cướp biển, có vẻ như để trốn thoát khỏi bà vợ của mình. Ông ta đã mất quyền chỉ huy vào tay Lockbit và đi biển cùng người này với tư cách một vị khách hay một tù nhân. Mặc dù Bonnet lấy lại quyền lãnh đạo trong một thời gian ngắn, nhưng ông ta bị bắt rồi treo cổ trước khi có thể trở về vùng Tây Ấn. Edward Low. Edward Hynes Low khét tiếng là một trong số những tên cướp biển tàn bạo và sa đọa. Khởi nghiệp từ London, ông ta là một đại quý phục vụ George Lauder trước khi bỏ ra ngoài. Sự nghiệp cướp biển của ông ta chỉ kết thúc trong 3 năm. Thời gian đó, ông ta đã bắt được hơn 100 con tàu và ông ta cùng thủy thủ đoàn đã tàn sát, tra tấn và làm tàn phế hàng trăm người. Sau khi nhóm cướp của ông ta nổi loạn năm 1724, khi Lô giết một thuộc hạ đang ngủ, ông ta được một con tàu Pháp giải thoát, nhưng những người này lại treo cổ ông ta trên đảo Martinique. Henry Morgan. Henry Morgan, một người xứ Wales, là một trong số những thuyền trưởng cướp biển gây ra nhiều thiệt hại nhất trong thế kỷ 17. Mặc dù Morgan luôn tự coi mình là một người chỉ huy tàu chi lùng hơn là một tên cướp biển, nhưng cách hành xử của ông ta không có được lý do hợp pháp và bị coi là hoạt động cướp biển. Chiến tích lẫy lừng nhất của Morgan là vào cuối những năm 1670, khi ông chỉ huy 1.700 tên cướp biển ngược dòng sông Charest, sau đó xuyên vào rừng rậm Trung Mỹ để tấn công và chiếm giữ thành phố Panama, được coi là bất khả xâm phạm vào thời điểm đó. Người của Morgan thiêu rụi thành phố và dân chúng ở đây hoặc là bị giết, hoặc buộc phải bỏ nhà, bỏ cửa mà chạy. Henry Avery. Henry Avery cũng là một tên cướp biển đã từng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh. Ông ta trở thành một thủ lĩnh cướp biển sau một cuộc nổi loạn của binh lính trên tàu và trở thành một nỗi kinh hoàng của thuyền bè qua lại khu vực biển đỏ. Được coi là một trong những chùm cướp biển giàu nhất lịch sử, nên Henry đã bị nhiều băng nhóm săn lùng sau khi giải nghệ và đến nay không ai biết kết cục cuộc đời của ông ta ra sao. Sir Rungsit Ray. Sir Rungsit Ray bị người Tây Ban Nha coi là một tên cướp biển đáng nguyền rủa, nhưng lại được người Anh coi là một vị anh hùng. Dưới trướng của nữ hoàng Anh Elizabeth,
Francis Gray đã tấn công và cướp hóa hàng loạt thành phố thuộc địa của Tây Ban Nha ở Bắc Mỹ. Ông chết như một người bình thường vì chứng kiết lỵ khi đang ở ngoài khơi Florida. Trương Bảo. Trương Bảo là con trai một ngư dân Trung Quốc bị cướp biển bắt cóc cùng mẹ mình và sau này trở thành chùm cướp biển lừng lẫy nhất lịch sử Trung Quốc. Trong đỉnh cao sự nghiệp, Trương Bảo đã chỉ huy một đội quân hơn 50.000 người và hàng trăm tàu, kiểm soát bờ biển Quảng Đông và tích lũy một kho tàng vĩ đại giấu trong hang động. Sau khi bị bắt giữ, Trương Bảo đã phục vụ chính quyền nhà Thanh như một sĩ quan hải quân chuyên săn lùng cướp biển. Latvis hay Esquartis. Esquartis hay Rau Đen, sinh năm 1680 ở Anh, là một trong những huyền thoại nổi tiếng nhất trong lịch sử giới cướp biển. Rau Đen bắt đầu cuộc đời lăn lộn ngoài biển khi là thủy thủ của một tàu cướp biển do chính phủ Anh hợp pháp hóa với mục đích quấy phá tàu Pháp, Tây Ban Nha trong cuộc chiến của nữ hoàng Anne. Những việc làm của Rau Đen vô cùng dã man, hắn từng bắt một tù nhân và nhai lỗ tai của chính nạn nhân, từng chặt đứt ngón tay lấy chiếc nhẫn khi nạn nhân từ chối tháo. Vụ khủng bố nổi tiếng nhất của Rau Đen là cho đoàn tàu bích cảng Charleston ở Nam Carolina vào tháng 5 1718 và bắt cóc một toán khách du lịch giàu có. Tháng 11 cùng năm, thống đốc Virginia Alexander Boswood cử hai tàu chiến dưới sự chỉ huy của Robert Maynard thuộc Hải quân Anh mở chiến dịch tấn công Rau Đen. Ngày 22 tháng 11, cuộc giao tranh xảy ra, Rau Đen khai hỏa trước và Maynard đã ra lệnh cho thủy thủ đoàn nằm gặp xuống bon giả chết. Khi leo lên con tàu Anh, Rau Đen và đồng bọn bị phản kích, đích thân Maynard đã chặt đầu Rau Đen và treo ở mũi tàu mình. Các bạn vừa xem xong video 10 tên hải tặc khét tiếng trong lịch sử thế giới. Và cũng có một bộ phim hoạt hình rất hay về thế giới hải tặc là One Piece. Bạn có xem bộ phim hoạt hình này chưa? Hãy bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.